Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em gái ở Sài Gòn á, Facebook là Cát Bụi Phương Dung, đây 2 triệu, Cát Bụi Phương Dung 2 triệu hỗ trợ cho em Trang Thị Tuyết Trang ở phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, Vĩnh Trung, Cư Ruột, hoàn cảnh rất là nghèo khó khăn, không tiền chữa trị thuốc thang, chồng thì phụ hồ, có 3 đứa con thơ, hiện gặp nhiều khó khăn ở gia đình, thì Cát Bụi Phương Dung em gái có hỗ trợ 2 triệu. Dương Hậu cũng thay mặt gia đình của Trang Thị Tuyết Trang cũng xin cảm ơn em gái, chúc cho em trẻ mãi không già, vẫn đẹp theo thời gian. Nhận cộng tác với Dương Hậu từ thiện 7, chúc cho em luôn may mắn hạnh phúc thật nhiều bên gia đình. Ở số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Dương Hậu xin mời quý vị hãy sang kênh YouTube Hậu Từ Thiện 7 xem hoạt động của hội từ thiện Ngã Bảy. Dương Hậu cũng hy vọng rằng được quý vị ủng hộ nhiều hơn, các nhỏ tâm trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ cho từ thiện Ngã Bảy, giúp cho bà con nghèo quê hương Dương Hậu bớt đi những cảnh đói cơm khát nước và nghèo. Hiện giờ ở đâu đó cũng còn một số người kém may mắn ở Ngã Bảy, Dương Hậu cũng lên kêu gọi quý vị hãy ủng hộ cho Dương Hậu được từ thiện. Đây là việc làm công đức, thì tinh thần tương thân tương ái, thì những gì cho đi sẽ còn mãi. Khi bà con nghèo nhận được những tấm lòng cao cả chân quý, lúc nào cũng nhớ tới các ân nhân đã hỗ trợ cho mình trong lúc khó khăn nhất. Cảm ơn quý vị dành vài phút xem chương trình này.